trước khi bắt đầu chương trình cho huỳnh anh được giới thiệu giới thiệu đến với tất cả các cô chú anh chị các em huỳnh anh đó là người sài gòn ha các anh chị các bạn đối với ở đây thì chị có huỳnh anh là người chị có chú thiện là lớn nhất nè rồi đến anh nguyễn tiến dũng là anh lãnh đạo của huỳnh anh thì hôm trước là em cũng có giới thiệu anh tiến dũng với chú thiện và ngược lại là em cũng có giới thiệu chú thiện với anh dũng cho nên là hôm nay á, là một cái điều kiện uh, hữu duyên á, là kết em kết nối anh thi à, chú thiện với anh dũng để mà uh, một phần á, là chú thiện hỗ trợ cho bên trung tâm sao mai cho các bạn hiếm thị một phần á, là anh dũng hỗ trợ em ở bên uh, công việc ở Ruby cho nên là uh, qua cái zoom này thì em rất là mong là chỗ chú thiện với lại chỗ anh dũng là có một cái sự kết nối rất là tốt sau này để mà hỗ trợ cho em nói riêng và cũng hỗ trợ cho các bạn khiếm thị nói chung Thì bắt đầu Anh giới thiệu lại mình một chút nha à các bạn Các bạn ở đây cũng còn nhỏ lắm anh Dũng Là có thể kêu mình bằng cô bằng chú luôn luôn á anh Là hồi Anh sinh năm 78 Các bạn hồi Anh sinh năm 78 Và hồi Anh hồi đó là hồi Anh học ngành công nghệ thông tin và cái cơ duyên mà để Hoàng Anh đến với ngành công nghệ thông tin đó là cũng vô tình đó Anh không hiểu là uh, cái ngành đó, nó sẽ giúp ích mình như thế nào trong cái giai đoạn này nhưng mà vô tình đó nó lại là rất là phù hợp với hồn Anh và với cộng đồng người khuyết tật nói chung luôn chính vì vậy khi mà hồn Anh tiếp cận được với cái um, cơ hội ở rugby thì hồn Anh nghĩ ngay đến là cái đối tượng tiếp theo mà Hồ anh uh, muốn hướng dẫn cho các bạn đó là đối tượng người khuyết tật nói chung và cụ thể là người khiếm thị nói riêng ha các anh, ha, các bạn. Chính vì vậy mà Hồ anh với kết nối với chú Thiện và chú Thiện thì rất là kỹ, chú Thiện phải sử dụng qua cái app Robby và chú Thiện phải nhờ đến một người khác cũng khiếm thị nữa uh, sử dụng cái app Robby để coi là cái app đó nó có phù hợp nó có thân thiện cho các bạn hay không rồi đó là chú thiện mới bắt đầu cho hội anh là chính thức là, là truyền thông tin uh, công việc ở rugby cho các bạn cho nên là chúng ta hãy hết sức làm uh, mình uh, mình hãy tự hào khi mà có một người thầy như thầy thiện hay các bạn uh, và hội anh cũng rất là tự hào khi mà hội anh có một người uh, lãnh đạo như anh dũng là hỗ trợ hội anh hết mình trong công việc cho, cho dù có có khó khăn như thế nào thì ảnh cũng từng bước ảnh giúp Hồn Anh vừa qua. Đó là phần giới thiệu của Hồn Anh về rugby, à, về về cái mong muốn của anh như vậy. Là ở rugby, các anh chị, cái công việc ở rugby là hiện tại là rugby đang đi theo cái xu hướng kinh doanh là phối hợp với thương mại điện tử. Mà thương mại điện tử thì các anh chị, các bạn biết rồi là nó tập trung vào kinh doanh online thì nói đến kinh doanh online là mình không có chần chừ gì hết là mình sẽ nghĩ ngay là nó phù hợp với chính mình ha, với chính những người khuyết tật như mình. Và kinh doanh online đúng rồi. mà Sắc. trên cái môi trường thương mại điện tử thì các anh chị các bạn cũng hiểu luôn một điều nữa là nó ít rủi ro và nó linh động cho mình trong cái sắp xếp thời gian công việc, uh, hoàn cảnh gia đình, thậm chí là điều kiện cá nhân và nó là hướng tới giúp cho người tham gia là hướng tới chất lượng của cuộc sống. thì uh, khi mà khi bản thân của anh khi mà tham gia với lại kinh doanh online nói chung và với Robby nói riêng á là uh, mình cảm thấy là mình rất là tự do trong suy nghĩ. có nghĩa là mình hình dung đây là cái công việc của mình chứ không phải là mình làm cho một người nào đó và mình cố gắng mình làm, mình cố gắng mình làm hài lòng người ta để mình nhận lương người ta. cho nên là ở đâu đó nó sẽ có một cái áp lực riêng nhưng mà ở đây là mình hình dung là mình xây dựng cái công việc này cho mình nếu mà nói cao hơn nữa thì nó chính là một cái sự nghiệp cho mình tuy nhiên để mà từ công việc mà hướng đến sự nghiệp thì đòi hỏi chúng ta phải trải qua nhiều khó khăn và trả giá cho nên là các bạn còn trẻ các bạn chỉ nghĩ đây là một công việc mà các bạn xây dựng cho chính các bạn thôi và các bạn chủ động các bạn bận thì các bạn không làm và còn khi các bạn rảnh thì các bạn làm các bạn tập trung thì các bạn làm các bạn làm Uh, có thể là làm bất cứ thời gian nào mà các bạn muốn hoặc là ở bất cứ ở đâu các bạn muốn luôn hồi mình đi làm cho người ta thì mình phải là đúng giờ mình lên văn phòng đúng không nhưng mà ở đây là mình ở trong phòng ngủ mình cũng làm được thậm chí mình đang làm cơ mình trong ở trong nhà bếp mình cũng làm được như các bạn là ít ra đường thì là các bạn cũng làm được như là bạn cái chỗ bạn hồi nãy mà bạn đi bán hàng rong á thì bạn vừa đi bán bạn cũng có thể vừa làm được luôn và cái cách làm nó như thế nào thì mình sẽ trao đổi riêng với bạn ha có nghĩa ở đây hồi anh đang nói là cái sự tự do của cái công việc này đó các bạn